Chào mừng các bạn đã trở lại với điểm tin chuyển nhượng của K Cộng Sport. Ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với những thông tin cập nhật mới nhất trong 24 giờ qua. Man City nhập cuộc tranh chữ ký của Declan Rice. Đang có một sự nhiễu loạn về mặt thông tin về tương lai của Declan Rice. Gianluca Di Marzio cho biết Man City đã gửi đi lời đề nghị đầu tiên về trường hợp của Declan Rice, trong đó 75 triệu bảng là mức giá cuối cùng, cộng thêm 15 triệu bảng phụ phí. Con số này hiện vẫn chưa nhận được cái gật đầu của West Ham và dự kiến Man City sẽ tiếp tục đưa ra mức giá tiếp theo. Rice được cho là khá hứng thú chuyển đến làm việc cùng Pep Guardiola, nhưng cũng có những thông tin khác cho rằng Rice sẽ được đảm bảo thời gian ra sân nếu gia nhập Arsenal, nên do đó cậu ấy sẽ ưu tiên cập bến Emirates hơn. Phía Arsenal, họ coi Rice là mục tiêu số 1 tại kỳ chuyển nhượng này và vẫn rất tự tin về việc chiêu mộ thành công cầu thủ người Anh. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những thông tin tiếp theo về phi vụ đang tốn nhiều giấy mực của báo chí hiện nay. Havertz chuẩn bị kiểm tra y tế ở Arsenal. Tiền đạo Kai Havertz của Chelsea sẽ kiểm tra y tế vào cuối tuần này trước khi hoàn tất việc chuyển đến Arsenal. Việc kiểm tra y tế có thể diễn ra ở nước ngoài, tùy thuộc vào lịch trình của chân sút người Đức. Cho đến lúc này thì mọi chuyện đều đã ổn. Một thông báo chính thức về việc chuyển đi trị giá 65 triệu bảng của Kai Havertz có thể đến vào tuần tới. Partey muốn chuyển đến Juventus. Thomas Partey đã bật đèn xanh chuyển đến Juventus vào mùa hè này. Tiền vệ của Arsenal đã được liên kết việc chuyển đến câu lạc bộ của Ả Rập Saudi với một số câu lạc bộ quan tâm và sẵn sàng trả giá cho pháo thủ 40 triệu euro. Tuy nhiên, nhà báo Fabrizio Romano đưa tin rằng ưu tiên của Partey là ở lại châu Âu và hy vọng gia nhập Juventus. Tuy nhiên, lão bà vẫn chưa đưa ra cách tiếp cận chính thức cho cầu thủ 30 tuổi. Tương lai của Bernardo vẫn đang bỏ ngỏ. Bernardo Silva vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai của mình. Marca hôm qua tuyên bố rằng ngôi sao của Man City sắp đồng ý với một thỏa thuận để gia nhập một đội bóng của Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, Foot Mercato báo cáo rằng Bernardo thà gia nhập Paris Saint-Germain hoặc Barcelona. Có thể Bernardo Silva sẽ rời Man City vào mùa hè này, nhưng chưa rõ anh sẽ đi đâu. Onana đàm phán với Manchester United. Fabrizio Romano xác nhận người đại diện của Onana, Albert Boutin, đã bay đến thành phố Manchester để thảo luận các điều khoản cá nhân của thân chủ với MU. Với việc De Gea đang bỏ ngỏ khả năng ra đi, Quỷ Đỏ xem Onana là sự thay thế tiềm năng khi anh đã có màn trình diễn hết sức ấn tượng ở chiến dịch Champions League vừa qua. Hơn nữa, Onana cũng đã có thời gian làm việc dưới trướng huấn luyện viên Erik Ten Hag. Mức giá mà phía Inter ấn định cho thủ thành người Cameroon rơi vào khoảng 50 triệu euro. Manchester United muốn Harry Kane thúc đẩy chuyển nhượng. Manchester United đang thúc đẩy Harry Kane đưa ra yêu cầu chuyển nhượng. Theo tờ The Sun, tiền đạo của Tottenham đang rất muốn chuyển đến Old Trafford, nhưng chủ tịch Daniel Levy có thể sẽ cản đường anh. Nên Quỷ Đỏ muốn Kane mạnh mẽ hơn trong việc thúc đẩy Spurs bán anh, với hy vọng rằng mức giá gà trống yêu cầu là 100 triệu bảng sẽ được hạ xuống. Chelsea tiếp tục làm khó Manchester United. Theo The Athletic, Chelsea đã từ chối lời đề nghị thứ hai trị giá 45 triệu bảng phí cố định cộng với 5 triệu bảng phụ phí từ Manchester United cho tiền vệ Mason Mount. Chelsea đã phản đối đề xuất này bằng cách yêu cầu 60 triệu bảng cộng với 5 triệu bảng tiền thưởng. Đây là khúc mắc cuối cùng trong thương vụ này bởi điều khoản cá nhân giữa đôi bên đã được chốt xong. Chelsea tiếp cận Cacedo của Brighton. Chelsea được cho là sẽ chính thức tiếp cận Brighton để ký hợp đồng với tiền vệ Moses Cacedo sau khi một số thỏa thuận chuyển nhượng khác đã được hoàn tất. Các thương vụ của Kai Havertz đến Arsenal, Edouard Mendy tới Al-Ahly, Hakim Ziyech tới Al-Nassr và Koulibaly tới Al-Hilal gần như sắp sửa xong xuôi. Ngoài ra, Chelsea đã đồng ý một thỏa thuận trị giá 30 triệu bảng để bán Mateo Kovacic cho Manchester City. Chính vì thế, đội chủ sân Stamford Bridge cần tăng cường lực lượng và Cacedo là cái tên mà The Blues muốn nhắm đến. Nicolas Jackson đến Chelsea chỉ là vấn đề thời gian. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea và Villarreal gần đạt được thỏa thuận chuyển nhượng tiền đạo Nicolas Jackson. Chelsea đang rất cần một số 9 ở mùa giải tới và chuẩn bị ký hợp đồng với tuyển thủ người Senegal với giá 35 triệu euro. Liverpool đề nghị 55 triệu bảng cho Aurelien Tchouameni. Theo báo cáo từ El Nacional, Liverpool đã sẵn sàng đưa ra lời đề nghị trị giá 55 triệu bảng cho Aurelien Tchouameni, nhưng Real Madrid sẽ không lắng nghe bất kỳ lời đề nghị nào dưới 80 triệu bảng. Tchouameni đến Real Madrid vào năm 2022 với rất nhiều kỳ vọng và anh đã chơi tốt trong nửa đầu mùa giải. Tuy nhiên, sau World Cup, cầu thủ 22 tuổi phải vật lộn với phong độ và chấn thương, mất vị trí vào tay người đồng hương Eduard Camavinga. Với việc Real Madrid muốn mua Jude Bellingham và gia hạn hợp đồng với Toni Kroos, Luka Modric cũng như Dani Ceballos,
Liverpool có thể cảm thấy lạc quan về việc có được cầu thủ mà họ muốn vào năm 2022. Newcastle chuẩn bị đón bom tấn. Chiếc chòe đã thành công trong việc thuyết phục Sandro Tonali gia nhập câu lạc bộ. Mức phí mà Newcastle chi ra để đem tiền vệ người Ý về St. James Park là khoảng 70 triệu euro. Tại đây, Tonali sẽ nhận mức lương khoảng 8 triệu euro mỗi mùa, cộng thưởng theo thành tích thi đấu. Được biết lý do mà Tonali dứt áo ra đi chính là nằm ở việc ban lãnh đạo AC Milan quyết định sa thải giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini và giám đốc thể thao Ricky Massara. Guglielmo Vicario trên đường tới Tottenham. Tottenham sẽ sớm đưa Guglielmo Vicario đến kiểm tra y tế. Thủ môn này sẽ đáp chuyến bay tới Anh trong vài giờ tới. Các báo cáo ở Ý cho biết một thỏa thuận gần như đã hoàn tất để Spurs ký hợp đồng với cầu thủ 26 tuổi từ Empoli. Một khoản phí chuyển nhượng 17 triệu bảng đã được thống nhất giữa hai câu lạc bộ. Jacob Prowse có thể đến Fulham. Fulham là một trong những ứng viên nặng ký trong cuộc đua giành đội trưởng của Southampton, James Prowse, hãng thông tấn AP đã đưa tin. Tiền vệ này quan tâm đến việc chuyển đến đội chủ sân Craven Cottage và có khả năng Southampton sẽ yêu cầu mức giá gần 30 triệu bảng. James Prowse hiện còn 3 năm hợp đồng với The Saints. David rời Everton khi hết hạn hợp đồng. Tom David sẽ rời Everton khi hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào cuối tháng này sau khi từ chối lời đề nghị gia hạn với câu lạc bộ. Tiền vệ 24 tuổi đã ở Everton từ năm 11 tuổi, trưởng thành từ học viện của câu lạc bộ và ra mắt khi mới 17 tuổi trong trận đấu với Southampton vào tháng 4 năm 2016. David trở thành đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử và đã có 179 lần ra sân cho Everton, ghi được 7 bàn thắng cùng 8 pha kiến tạo. Justin Kluivert sẽ đến Bournemouth vào thứ Bảy tới đây để kiểm tra y tế trước khi chuyển đến đội bóng này từ Roma. Mức phí dành cho tiền đạo 24 tuổi, người được cho mượn ở Valencia mùa trước vào khoảng 9,5 triệu bảng. Marcus Thuram sẽ không chuyển đến Paris Saint-Germain. Tờ báo uy tín hàng đầu tại nước Pháp khẳng định Marcus Thuram sẽ không gia nhập PSG vào mùa hè này. Cầu thủ người Pháp tỏ ra hứng thú với việc chuyển đến AC Milan hơn. Inter Milan muốn có Cesar Azpilicueta. Theo Gianluca Di Marzio, Inter Milan đang để ý đến Cesar Azpilicueta. Hậu vệ người Tây Ban Nha còn 1 năm hợp đồng với Chelsea, nhưng có thể ra đi ngay trong hè này khi đội bóng nước Anh muốn thanh lọc lực lượng. Và Inter sẵn sàng để thực hiện một thỏa thuận, bổ sung một số kinh nghiệm rất cần thiết cho hàng thủ của họ. Thành Milan đại chiến vì Lukaku. AC Milan đang xem xét một động thái gây sốc, sẵn sàng mua Romelu Lukaku. Cầu thủ người Bỉ đã trải qua mùa giải cho mượn tại Inter Milan và rất muốn ở lại câu lạc bộ này. Nhưng Chelsea muốn bán đứt Lukaku hơn là đồng ý cho mượn tiền đạo này một lần nữa. Gazzetta dello Sport đưa tin rằng AC Milan có thể chộp lấy cơ hội này và đưa ra lời đề nghị 40 triệu euro cho Lukaku. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin chuyển nhượng ngày hôm nay của K Cộng Sport. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai.